Hôm nay cái video này nói về cái vấn đề là nồi nha anh em. Thì hiện tại mình đang đi vào cái nồi rít leo 5 lò xo không chống trượt. Thì cái nồi đó nó đi là 3 lá sắt 4 lá bố đó. Thì nó giống như zin nha anh em. Hôm nay mình muốn trải nghiệm lại là phá ha. Bữa nay mình thêm một lá bố vô và thay 4 lá sắt. Có nghĩa là mình sẽ đi 4 lá sắt 5 lá bố nha anh em. Ok anh em, thì mình ráp xong hết rồi ha. Côn hơi căng, hôm bữa mình chạy côn trùng lắm. Hôm nay côn hơi căng, tại vì nãy mình chưa có canh côn lại quên mất. Có xe độ sau lưng rồi. Hello anh em nha. Hôm nay lại có cái phá này nè. Thì hiện tại thì mình đang đi một cái set bô cho cái máy mình nha. Bữa giờ chạy cái set bô này ưng lắm anh em. Hôm nay mình làm clip mình test cho anh em xem ha. Thì thực tế là đang đi cái nồi. Hôm nay cái video này nói về cái vấn đề là nồi nha anh em. Thì hiện tại mình đang đi vào cái nồi rít leo 5 lò xo không chống trượt. Thì cái nồi đó nó đi là 3 lá sắt 4 lá bố đó. Thì nó giống như zin nha anh em. Hôm nay mình muốn trải nghiệm lại là phá ha. Bữa nay mình thêm một lá bố vô và thay 4 lá sắt. Có nghĩa là mình sẽ đi 4 lá sắt 5 lá bố nha anh em. Thì lá sắt mình dùng cái loại này nè anh em, A và O gì nè đó. Thì cái loại này là nó mỏng hơn này, nó chỉ có 1 ly thôi nha anh em. Còn cái loại zin á, bố zin thì nó tới 2 ly. Thì cái này nó chỉ là một nửa thôi. Để mình bù vô sớt, bù qua sớt lại để mình gắn thêm một cái lá bố anh em. Thì cái lá bố mình cũng không biết nó bao nhiêu nữa, tí mình kẹp thử thôi. Thì tóm lại là mình, cái vấn đề đây là cái nồi mình đó anh em, chạy thì vẫn ok, nhưng mà mình muốn trải nghiệm thử lên coi nó tốt hơn không anh em. Cái cảm giác như là cái lực máy nó mạnh đó, cái nó kéo á, cái thằng này nó chịu không nổi. Thì nó kiểu như có một cái phần nào đó nó bị nhựa bị trễ nhẹ anh em. Thì cảm nhận thì cũng cảm nhận không ra đâu anh em. Nhưng mà do là mình có test xe với xe chủ lò, thì trong khi đó là cái tọt với cái HP của mình nó cao hơn, nhưng mà mình ra mình chạy với ổng thì mình chạy hơi đuối, mình theo không nổi, kiểu như vậy anh em. Thì cái vấn đề ở đây là khác nhau, hai xe nó khác nhau cái là xe mình đi cái nồi 5 lò xo, còn xe ổng thì đi cái côn trực tiếp lốc háp 20 qua ha. Thì cái côn trực tiếp anh em cũng biết rồi, nó có nhiều là nó tải nhiều luôn, chứ nó không có vụ mà bị nhựa bị gì hết á. Còn cái nồi này thì nó vẫn nhựa nha anh em. Thì hôm nay mình rủ mấy đồng đội nè, mấy anh báo ra phụ, nói chung là phá ra thử coi sao nha anh em. Thì tóm lại là phá từ cái 4 lò xo, lộng 4 lá bố nên 5 lá bố ha. Thì hôm nay chơi thử ha. Đây, đồ nghề sẵn rồi nè anh em. Bây giờ là xả nhớt, rớt bô, rớt các chân đồ ra thì quất thôi. Bây giờ anh em cùng phá với mình ha. Thì tóm lại là mình muốn trải nghiệm thử, để hôm nào mình đi cái tour thử coi nó thế nào anh em, muốn phá thử anh em. Chứ thực tế mình cũng ghiền lốc háp quá, nhưng mà giá nó hơi cao. Là một cái lốc 20 lên rồi này kia các thứ rồi cũng phải gần 5 triệu á. Còn nếu mà đi cái lốc nồi sum á thì nó rẻ anh em, tầm 1 triệu 3 là cái lốc, cái nắp rồi. Nhưng mà chế này kia các thứ rồi nữa thì chắc cũng tầm 2 triệu là cùng à. Tận dụng là những cái nồi zin này kia, chuồng zin rồi nè, vẫn xài lại được ha. Nhưng mà có một cái là nó vậy nè anh em, là nó mấy anh em chơi quá, mấy anh em kêu là nó dễ bị bể, dễ bị gãy ở trong á, bị bể cái lốc á, nó chịu không nổi. Thì mình cũng nghe nói nhiều quá cho nên là mình cũng đang rén, thực tế thì cũng muốn đi thử nhưng mà cũng nhiều người nói quá. Hiện tại đang đợi cái lốc háp của rít leo đó, không biết chừng nào có. Hôm bữa thì anh Thịnh đăng cũng 1 triệu mấy à, cũng đợi ha, chưa thấy.
Nói chung chắc cũng còn hơi lâu á, cho nên hôm nay mình trải nghiệm thử cái này thử. Nếu mà được thì sau này có thì mình sẽ lên cái kia mình đi cho nó thế nào ha. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu gỡ bô, gỡ lốc máy, xả nhớt rồi nha anh em. Anh em cùng theo dõi cho mình với mình nha, cùng phá với mình nha anh em. Tới cái tiết mục tháo lốc ha, thì anh em sử dụng cái tơi anh em tháo cho nhanh nha anh em. Thì anh em có một cái vấn đề này nè, cái lốc sơn á không bao giờ nó bằng một cái lốc zin á nè. Anh em siết mạnh tay vô là nó bị chóc sơn rồi nha anh em. Ok anh em nhìn nè, những cái lốc mà sơn á anh em thấy không, dằn mạnh vô là nó sẽ bị gì nè đó. Cho nên là may là cái chỗ này mình sơn tốt rồi đó. Có nhiều cái chỗ mà mình hôm bữa mình sơn nó còn tệ hơn nữa vậy nè. Mỗi lần sơn chiếc xe xong thấy chán lắm, nhìn thấy buồn gì đâu á. Nhưng mà phải chịu thôi, đã cái vụ mà sơn lại phải chịu thôi nha anh em. Muốn đẹp thì phải vậy thôi, còn anh em muốn tốt nhất á là anh em gửi tỉnh điện. Tỉnh điện là cái cách tốt nhất, đẹp nhất nha anh em. Em nhớ, nếu mà nhớ anh em xài lại á thì anh em vệ sinh những cái chỗ dưới đây nè, cho nó kỹ xíu, để lúc mình xả nhớt ra nó không có bị dơ cái nhớt của mình. Tại cái nhớt này mình mới đi có tầm 400 cây rồi anh em. Giờ mình xả ra bữa mình xài lại. Anh em nhớ rỉ cái lốc ra là rỉ vuông góc nha. Nó đỡ hư cái phốt chứ không có gì hết. Nó có một cái phốt dơ nữa nè. Cái phốt dơ ngay đây nè. Cái này quan trọng lắm nha. Cái này rất là quan trọng nha. Nếu mà nó bị dập, nó bị rách đồ á thì anh em nên mua một cái phốt mới. Cái này rẻ anh em, chắc cỡ mười mấy hai chục ngàn gì á, hai mấy ngàn là cùng à. Nhưng mà nó giúp cho bơm nhớt tốt lên cái bộ đầu, nó nuôi đầu nuôi máy nha. Còn cái này mà nó rách một cái là nó không bơm được, lấp nguyên cái cục máy của anh em luôn á. Rồi bây giờ tới tiết mục rỡ ra thôi. Thì vừa mình đang đi bố đít leo, anh em thấy không, bố đít leo màu xanh nè. Ủa gì bố hãng để đâu ta, mình vừa mình còn một bộ bố hãng nữa. Nó vẫn có một cái đống xương này Huy, không biết lý do gì ha. Cái vụ này em bữa giờ bị nè, này không đi là không đi ống hơi luôn rồi đó, vẫn còn bị đống xương mà nãy đỡ nè. Đợt hôm bữa nè có luôn nè, mày không để ý. Vẫn còn cái vụ mà bị dính cháo này nè. Lý do là gì ta, cây cái vụ này ghê á ta, mà có mình xe mình bị à. Ừ nè, nhưng mà kiểu như nó không đáng kể thôi, mà sao có mình xe mình bị à. Xe mấy anh em không ai bị hết, riết là mình không biết lý do là gì luôn á. Thì xe Huy mình có một ít. Xe Huy có không? Có ít. Giống như là cái lớp xương của nhớt vậy. À, thì nói chung là chắc cũng kiểu như hơi lạnh lạnh vô là nó bị vậy. Wow. Chứ rồi xe nhớt ra thôi. Thì tóm lại là hôm bữa đi bố đít leo, bữa nay chơi thêm một cái bố hãng vô. Đúng đó anh em, nếu mà lên như vậy là phải lên bố mới hết. Nhưng mà lý do là mình muốn trải nghiệm thử thôi đã, nên là mình sẽ đi như vậy ha, ngâm lá bố nha nè, cho nó hút nhớt vô. Tại vì những cái lá bố này á, mình đã tính ra mình đã đi rồi thì cái độ nhớt nó có trong đây rồi. Đúng là nó sẽ không có bắt bằng cái lá này đâu. Tí nữa mình sẽ nói cho anh em một cái vấn đề, lá bố nó có bị cháy hay không nữa. Nó có vấn đề hết rồi nè. Ok, bắn ra cho nhanh nha anh em. Nên bắn ra thôi nha anh em, còn siết vô nên siết tay nha. Máy nó mạnh lắm, bắn cái là đi. Rồi. Dạ. Có.
đây nè anh em, cái này là cái mà vấn đề mình đang tính nói với anh em. Đây anh em thấy có hai cái khác biệt không? Một cái là nó có chấm lỗ, một cái không có chấm lỗ ha. Thì cái chấm lỗ này á, mục đích của nó là có nhớt, nó có nhớt để nó nuôi, để nó nuôi bố nè, nó nuôi bố, nó không có cháy bố. Còn này nó không có, thì đúng ra cái thằng này đi á, giờ thì nó ngon, nó bắt tốt hơn này nha, nó sẽ ma sát tốt hơn, nhưng mà con cái là nó sẽ dễ, nó bố nó dễ chai hơn nè, nó không có nuôi được hết nè. Đây thì cái bố này bố đít leo ha, quên để mình đo thử coi, mình đo thử coi có trải nghiệm được hay không đã. Cái này thực tế là mình nghe nói anh em đi nhiều rồi, nhưng mà mình thì mình chưa có chơi. Hôm nay mình chơi thử nè. 1, 2, 3 lá sắt, 4 lá bố. Nói chung cái này là một cái cách mà để mà kiểm coi đi được hay không anh em mới chơi được. Cũng vậy á. Giờ mình sẽ đo cái này cái độ dày bao nhiêu, rồi đo cái lá độ độ dày bao nhiêu. Cái lá độ á nó chỉ có thể lớn hơn nha anh em, hoặc bằng, chứ nếu mà nó nhỏ hơn là nó không được. Thằng này đang là 17.6 anh em, 17.6 ha, chưa được 18. Để mình thử cái lá độ coi. Thử lá độ coi được bao nhiêu nha nè. Nó phải lớn hơn hoặc bằng chứ không thể nào nhỏ hơn được nha. Wow, hơn nữa. Ở này nó đang là 18.6, hơn 1 ly luôn anh em. Dày hơn 1 ly nha. 1 2 3 4 5. Dày hơn 1 ly ha. Bây giờ đi thử ha anh em. Nói chung ráp chạy thử đi. Chứ bây giờ không thì cũng không biết được. Anh em nhìn nè. Cái này nè, nếu mà cái mặt nhôm anh em còn đẹp á thì anh em tận dụng đi được. Còn nếu mà cái mặt nhôm anh em xấu á, bắt buộc anh em phải dớt lại ha, dớt lại rồi mới đi được. Phương ơi, em gài số mình cái Phương. Anh em phải dớt lại cho nó phẳng á, nó mới ma sát tốt được, nó không có làm hư bố của anh em. Vô số mình, trước sau cũng được. Rồi, bây giờ mình ráp vô nha anh em. Thì cái nguyên lý bữa mình cũng có chỉ anh em nhiều rồi đó. Đó, một lá sắt một lá bố nha anh em, cái quy luật nó là vậy nha. Đó. Anh em lắp thì nó nói chung là nó có cái khuôn hết rồi nè, nó có cái khuôn hết rồi, anh em chỉ cần nhét vô đúng cái rãnh là được thôi. Cái mặt nhôm sẽ tiếp xúc với lá bố còn cái lá sắt nha anh em, lá sắt lộn. Lần anh em tháo ra anh em nhớ để ý cái viên bi nha anh em, phải có viên bi này nha, đối với cái nồi không trực tiếp côn trực tiếp nha. Còn nếu mà không có viên bi này anh em chạy là nó hư luôn cái tuyên côn đó nè. Viên bi đó nó phải còn đẹp nữa, anh em thấy nó xấu là anh em nên thay đi nha, nó giúp cho cắt tốt hay không tốt á. Rồi bây giờ mình đớp lại, thì khi nãy mình nói anh em cứ lá sắt lá bố gì đó, cái mặt nhôm này sẽ tiếp xúc vô cái lá bố nha, quá đẹp luôn. Nói chung là đẹp, không có sọc nhiều quá nè. Cái nồi này bữa mình mới lên đồ chơi mà, thì gắn vô thôi nha anh em. Cái này lúc mình cũng chỉ anh em nhiều á. Nói chung là ở đây nó có một cái ký hiệu này nè, cái dấu tam giác nè. Thì cái dấu tam giác này với cái dấu tam giác này là nó là một nha, bắt buộc phải để chung với nhau mới vô được. Không biết đợt này phá rồi chạy có ngon hay không nữa đây. Nói chung là phá thì giỏi, nói thẳng ra là phá thì giỏi, không có được gì ngoài cái phá. Tự nhiên phá cái thấy vui lắm, ở nhà buồn không có gì làm buồn, phá đồng đội, phá có tập đoàn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả, chứ phải tôi đấm cho mới ra. Đợt này gắn vô xong chạy coi nó có bay bổng hơn không anh em. Nếu mà nó ngon hơn được thì để đi luôn, sau này có tiền thì lên nồi tháp sau. Chung cái bài này là lúc nghe nói nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa được trải nghiệm anh em.
Cái này anh em biết tại sao là mình không có bắn bằng cái máy vô anh em. Tại vì á, anh em quay quay gần này. Cái lò xo á, khi anh em bắn bắt vô á, anh em nhìn nè, nó sẽ bị lệch ra khỏi cái này. Thì khi mà anh em bắn máy anh em không có đỡ được. Anh em phải dùng tay siết thì nó sẽ chuẩn hơn ha. Anh em đỡ cho cái lò xo nó với cái lại cái lông đền này nè, nó đồng với nhau, đồng tâm với nhau á, thì anh em chạy nó sẽ ok hơn, nó không có bị đè xéo anh em, gọi là nó không có bị dằn xéo ra. Khi siết anh em siết đối xứng nha, siết đều vô từ từ đối xứng nhau cho nó ổn định hơn, nó đỡ bị nghiêng đó nè. Thì cái này là cái cách làm của mình thôi, còn thợ thì nhiều người ta bắn cái ẹt vô luôn đó, nhưng mà mình thì mình kỹ, mình làm gì thôi anh em. Nói chung là xe mình mà mình phải kỹ, nó chạy nó sẽ ngon hơn. Anh em thì hôm bữa mình thấy nhiều người ta canh nó đảo xong rồi ta sẽ mài lông đền, giả sử lông đền cái lò xo ở đây nó dài hơn mấy cái lò xo kia một xíu xíu, người ta sẽ mài đi một xíu, nhưng mà mình thực tế là mình không có máy mài nên là mình cứ siết vô mình thấy ok thì chạy thôi anh em, thấy nó quay tương đối thì chạy thôi, chứ thật tình là chưa có canh được như người ta. Như bữa mình thấy chủ lò mình kỹ lắm, ổng canh xong ổng quay ổng thấy nó lạng, nó sẽ bị lượn như này nè đó, cái chỗ nào lượn ra nhiều á ổng sẽ siết vô, nếu mà siết vô rồi mà nó vẫn lượn nữa đó thì ổng đem ổng tháo ra, ổng đi mài cái lò xo một xíu ha, ổng đưa vô cái đá mài phẳng á, ổng đè vô đá cắt á, ổng mài vô. Mà mình thấy bữa ổng canh cái này nó chạy thẳng đường luôn, đã lắm anh em, nó không có bị dẹo gì. Thì nói chung là nó có cái nguyên do nguyên lý hết để mà cách khắc phục hết. Nếu mà cái này nó chạy nó bị lượn này nè, nó sẽ không có ngon mà nó chạy đều. Bấm okay, anh em. Thì hồi nãy mình nói anh em cái vấn đề mà cái bố nó lượn á, bây giờ mình cho anh em xem ha. Nè, bóp con nè, anh em quay bánh nè, để số quay bánh nè. Anh em thấy lá bố nó nhảy không? Anh em thấy không? Hôm bữa chủ lò mình ổng canh kỹ lắm, ổng canh đến độ mà quay mình nó muốn nằm thẳng luôn anh em, nó không có nhảy. Còn nó nhảy như vậy á thì nó làm bố mình nó bắt không có tốt. Đúng rồi. Đó, nhìn nó đưa ra vô. Nhìn nó ghê lắm anh em, nó lượn, gọi là lượn á, lượn á, nó lượn thấy ghê luôn nè. Còn cái vụ mà ra nó lượn mà cái phần này nó nhịp ra nhịp vô. Rồi cái một cái vấn đề nữa là bóp cô nó có tách ra đều hay không á, anh em cũng rọi đây nè Huy. Anh em thấy kỹ không, thực tế con cái ngay chỗ này nó bị nặng nè, ngay nó bung nhiều hơn ở đây nè đó. Người ta sẽ canh làm sao cho nó bung đều hết, nó có nghĩa là vớt chim lông đền hoặc là vớt lò xo, mài là xo, nói chung cho nó bung ra là đều nhau hết đó nè, thì cái côn mình nó sẽ cắt tốt hơn. Nhưng mà mình không có canh cái đó cho nên là mình để về luôn, nói chung là cũng tương đối rồi. Thì mình giặt vô mình nghe có cái độ rị là mình biết nó ok đó nè. Rồi canh con ốc này ha, canh con ốc này cho có cái độ rơ vừa phải. Thì bữa mình cũng chỉ anh em rồi đó, nới đụng vô rồi nới dặn ốc đụng vô xong rồi nhít nhẹ xíu xíu thôi, rồi lắc cây ngóc lại vậy thôi. Rồi bây giờ mình lắp cái lốc nồi lại ha, rồi xong rồi mình chạy thử vòng anh em. Thì cái lốc nồi cũng vậy, anh em lắp nhớ lắp vuông góc vô nha, cho cái phốt này nó không bị hư, chứ anh em để chặt là nó sẽ bị hư lắm. Như này kiểm tra lau sạch mấy cái này nè để nó đừng có bị cát đất nó dập á anh em, nó dập cái ron này nó sẽ bị chảy nhớt. Cái ron này bên ngoài cũng có bán, nếu mà cái ron cũ quá thì anh em thay mới ha. Cái này thực tế là một lớp sắt rồi nó pha một ni lông, cái lớp nhựa đè lên đây nè, lớp giấy nhựa, giấy nhưng mà có pha nhựa, sao mình thấy giống có nhựa, nên nó bền hơn. Những cái dòng ẹt thấp á nó bằng giấy luôn, nó dễ rách, nó hư lắm, mỗi lần anh em tháo ra anh em cạo muốn ngáo luôn á. Đó, anh em để cho nó thẳng hàng nè, anh em để ý nè, đặt rô đồ thẳng hàng hết đúng không, anh em đẩy vô thôi. Đó, nó nhẹ lắm. Còn lúc nhiều khi mới ráp vô không biết thì nó hơi cực ha, còn quen rồi nó dễ. Ok xong rồi nha anh em, thì nãy giờ mình ráp vô xong rồi. Thì anh em, cho anh em xem cái lá cắt sắt cũ nè. Bây giờ mình để nguội là mình mới thấy. Anh em có thấy ánh tím không? Anh em có thấy cái ánh tím ở đây không? Đây chối quá mà, quay đi chối, đúng cũng chối luôn à. Đây, Anh em thấy tím không? Thì cái tím này là bị cháy anh em. Nó cháy nhẹ, nói chung là nó bị cháy nhẹ. Thực tế là do cái lá bố với lá sắt mình nó bị trượt đi anh em, nó không có đè nổi cái lực máy á. Cái lực máy nó mạnh quá, bắt đầu nó làm cho trượt đi á. Nên nhiều anh em mới đi cái côn trực tiếp là vậy á.
thì cái này nó càng cháy nhiều á, thì anh xe anh em càng nhựa, nó nhựa nhiều hơn nữa ha. Thì cái này may là nó mới cháy nhẹ, cho nên là bữa giờ mình đi mình vẫn chưa có cảm nhận được rõ. Nhưng mà mình thắc mắc tại sao xe mình HB với cái tọt cao hơn xe chủ lò, nhưng mà mình lại chạy thua xe chủ lò. Nó một vấn đề đặt ra anh em, nên nó hơi bị khó chịu chỗ đó, chứ không phải là gì hết, mình chỉ muốn xe nó mạnh nó mượt thôi. Nên hôm nay mình thay lá sắt mình phá thử ha. Thì tóm lại là phá chơi à. Phá trải nghiệm mới có video cho anh em xem. Đi quậy nữa. Bây giờ mình sẽ đổ nhớt vô, gắn bô đồ vô, gắt chân đồ vô rồi mình chạy thử vòng với nó sao nha anh em. Ok anh em, thì mình ráp xong hết rồi ha. Thì tóm lại là nãy mình nói anh em á, khi mà gắn cái vô anh em phải tháo con ốc này ra, nổ máy rồi kiểm cái nhớt nó bơm nha. Thì cái bước quan trọng đang bị xì bô anh em mà làm nãy giờ chưa được, nói chung là cũng hơi bực mình đó. Đây nè anh em, tháo ra để kiểm cái nhớt mình nó có bơm tốt không không. Đó, nhớt bơm rất là tốt nha, tháo lên cái khung liền luôn nè. Rồi nhớ siết chặt nha anh em, đừng giống mình hôm bữa cái tua trước á, cái tua trước mình siết không chặt á anh em, cái nó bị chảy nhớt dọc đường, mình dừng lại cái là nó hao hết 300-400 mà. Siết chặt tay vào, đừng có tiếc, không có sao đâu nè. Rồi bây giờ mình chạy thử mình kiểm cái nồi sao ha. Thì tình trạng là cái micro nó bị không có quay được, hiện tại mình quay bằng cái mic máy ha, nên gió chắc có gió chắc chắn rồi đó. Thì mình chạy thử lúc nào mà mình ok mình nói chuyện với anh em. A few moments later. Chạy ra ngoài chạy luôn cho nó thoải mái nha anh em. Được chạy về thôi. Cuộc đời
trời không như là mơ anh em ơi. Về lại lá sắt nó giống nãy nha anh em. Về lại cái kiểu mà ba lá sắt bốn lá bố nha anh em. Chơi xe rất là hành, tự phá là tự hành luôn, tự mình hành mình luôn, khổ anh em. Bây giờ mình lắp lại như nãy nè, canh nồi đồ lại thì coi như là một bài học ha. Cái vấn đề ở đây là nó dày hơn cái nãy nhiều quá. Cái loại mà cái thêm lá sắt này vô nên nó dày quá thì canh không được. Nói chung muốn ngon đó là phải vớt lại, muốn ngon là phải vớt cho nó bằng cái kia nó mới dễ canh nồi cắt nồi lựa nè, chứ không là canh đuối luôn anh em. Wow thì chứ rất mất thời gian, rất là mất thời gian. Ok, lắp vô xong lại nha anh em. Thì hiện tại bây giờ mình trả lại như lúc đầu chưa làm anh em. Để tí mình chạy thử coi nó sao ha. Chắc có gì để mình còn kiểm tra nữa. Mỗi lần làm vô làm ra cực lắm anh em. Một bài học mới. Ok, bây giờ chắc mình dừng ở đây ha. Vẫn chưa cắt được côn anh em ơi. Bây giờ lại phải chỉnh tiếp nè. Ok anh em, cái nồi nó vô khuôn khổ lại nè anh em. Thì hôm qua mình bị cái tình trạng là mình bị cháy lá sắt. Cái mình lấy giấy nhám mình chà mọi người. Thì khi mình chà xong bay cái lớp cháy đi rồi á, thì nó chưa có nhưng mà nhẵn lại cái mặt nha, cái mặt sắt lá sắt đó mọi người. Cho nên là khi mình chạy mình cảm giác nó trượt, nó không có bắt. Thì bây giờ bữa nay nó lại đều lại mọi người. Cô nó lại cắt được rồi nè. Đó, cô nó lại cắt bánh được ok hết rồi mọi người. Đó, thấy vậy là ok rồi ha. Thì nói chung là chạy ok hết rồi. Mình dặn mình đá số này kia nó bay bà cố luôn. Thì tóm lại là nó cũng trở lại cỡ nồi bờ 5 lò xo giống bữa ok bình thường mọi người. Ba lá sắt 4 lá bố ha. Tí mình sẽ ra mình chạy vòng cho mọi người coi. Nói chung là ok rồi chứ không có phải là nó bị hư luôn nha anh em. Đúng bài thiệt. Giờ mới nhớ cái vụ là đem đi chà lá sắt cái nó chưa có bắt lại được đó mọi người. Chạy khoảng mấy cây, 20-30 cây nó đều lại. Giờ nó ok rồi.